vào đi anh yêu anh đang làm gì đấy đang giờ làm việc mà bây giờ là giờ nghỉ trưa nhân viên đi ăn trưa hết rồi <laughs> trợ lý vô nhắc nhở giám đốc đi ăn cơm để giữ gìn sức khỏe <laughs> anh chịu nghe lời em rồi phải không Em không ăn trưa hả Có chứ Nhưng em tính vô nói với anh chuyện này Có chuyện gì Em nhớ anh quá à, à, <laughs> Thôi đi ăn <làm> trưa <laughs> Khoan đã Anh không được đi Người gì mà thấy ghét Em nói nhớ anh Mình không nói với em tiếng nào à ừ, Thì em nói Muốn đi ăn trưa mà Ý anh là Bây giờ em nói gì Anh cũng nghe em đúng không à, Không hẳn chuyện gì cũng hứa à, Thôi Đi ăn trưa à. À, Anh chưa trả lời em có phải bây giờ em nói gì anh cũng nghe đúng không anh hứa đi anh nói rồi không phải chuyện gì anh cũng hứa em biết ngay là anh sẽ trả lời em như vậy mà em nhờ anh nhỏ mắt cho em thì sao Ờ, để, có sao không Đừng ừ. anh Nguyên ừ. oui. một chút nhé alo mẹ hà con lam đây ơ à, ờ à, chào chị tôi sẽ gọi lại cho chị sau nhé mẹ con là lam này sao mẹ nói chuyện lạ vậy sao lại xưng tôi với con ờ à, tôi đang họp nhé tôi cúp máy đây cúp máy là con gọi lại đó con mách cho bố với bà luôn Bố có chuyện muốn hỏi mẹ nè. À, dạ, không biết chị có chuyện gì gấp không vậy ạ? À? Mẹ đang ở đâu? Sao mẹ lại nói chuyện với con như vậy? Mẹ gọi con xưng mẹ đi. À, chuyện mẹ con lúc nào cũng là đề tài hay. À, dễ lấy nước mắt của khán giả lắm ạ. À. Nhưng là bố, bố không khóc đâu mẹ. Con đưa máy cho bố nha. À, 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 không. À, nhân vật người bố tôi nghĩ là không cần lắm à, Có thể bỏ đi không hả chị à, Như vậy Mình à, cũng tiết kiệm được chi phí sản xuất nữa Mẹ bảo tiết kiệm cái gì Tuy bố không có điểm tốt Nhưng mà chúng ta là một gia đình Mẹ không thể bỏ bố được à, Cái nhà đó tôi thấy cũng không đẹp lắm à, Có thể đổi bối cảnh khác được không chị Mẹ nói gì Con chả hiểu gì hết Chúng ta chuyển nhà nữa hả? Bố ơi, mẹ chuyển nhà ơ à, không, không 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 phải chuyển nữa À, cứ như vậy đi nhá Thôi, tôi cúp máy đây Hình như mẹ không muốn nói chuyện với con đúng không? Hay là có gì mò ám? Mẹ sợ con phát hiện phải không? Alo À, hình như điện thoại đã sắp hết pin rồi Tôi gọi lại sau nhá Alo, mẹ, mẹ, alo À, xin lỗi anh anh chờ em lâu không người gì mà nói chuyện lâu quá không sao đâu công việc mà em xong chưa đi ăn đi anh đói bụng rồi à, khoan đã nhưng mà anh vẫn chưa nhỏ mắt cho em mà <laughs> anh xin lỗi nha điện thoại của anh anh có điện thoại alo anh nghe nè anh đang bận hả em có làm phiền anh không không anh cũng xong việc rồi có chuyện gì vậy em anh có thời gian không em có chuyện này muốn nói với anh một chút có chuyện gì á em nhắn cho anh địa chỉ đi anh tới liền dạ em biết rồi con tính nói sao con sẽ gặp anh hậu và đưa số hình này cho ảnh xem để ảnh nói chuyện với quyền chắc chắn nó sẽ chối nếu vậy anh hậu sẽ nghi ngờ chắc chắn phải có lý do gì đó thì cô ta mới chối con tin chỉ cần như vậy thì anh hậu sẽ biết mình cần phải làm gì vậy thằng hậu nói thế nào con gọi cho mẹ biết nha con biết rồi ừ. mẹ đi trước nha dạ con chào mẹ em nghe nè anh em đang làm gì đi ăn cơm với anh đi chắc là phải để hôm khác rồi hôm nay em có việc bận em đang ở đâu vậy em bận làm việc thì cũng phải ăn chứ anh đến quán ăn với em cũng được à, um, em ra ngoài rồi cũng chỉ là bận công việc chút thôi vậy uh, anh đến chờ em đi nha <laughs> em đi rồi vậy thôi uh, lúc khác gặp em vậy Ờ, à, mà giải quyết xong công việc á Thì phải ăn đủ bữa nha Dạ, em chào anh Vào đi <laughs> Anh dỗi không? Đến trưa với tôi đi Sao hôm nay lại có hứng rủ tôi đi ăn vậy? Nhờ con gen nhà anh đó Nên bây giờ tôi phải đi ăn cơm một mình đây Ren hả? Ren làm gì? Nó gọi cho anh Hậu Đòi gặp đúng lúc tôi và anh Hậu đang tình cảm Chuẩn bị đi ăn trưa với nhau nữa Giờ Ông Hậu ba chân bốn cẳng chạy đi gặp nó rồi Ren chủ động gọi cho Hậu Để hẹn gặp hả? Cô có biết là có chuyện gì không? Làm sao mà tôi biết được? Tôi cảm thấy hình như có chuyện gì đó Chuyện gì thì nghĩ sau đi Bây giờ anh có đi không Không đi tôi đi một mình đấy Hôm nay em có gặp chị Quyền Chị Quyền bây giờ là trợ lý mới của anh Hậu Anh còn nhớ mặt chị Quyền không Lần trước Ren hỏi tôi là có gặp cô lần nào chưa Nó hỏi để làm cái gì Cô vừa ở khách sạn Minh Tâm về phải không Đúng rồi không ở đấy gì ở đâu chị đang ở khách sạn hả ờ à. Khoan đã hình như lần trước con gen nó cũng hỏi tôi như vậy đấy cô có biết là hai người đó hẹn gặp nhau ở đâu không làm sao mà là tôi biết được hay là để tôi gọi hỏi thử xem. Tay hậu sẽ không trả lời cô đâu. Bịa ra chuyện gì đi. Nhờ ai đó trong công ty hỏi. Hậu đang ở đâu? Rồi báo cho tôi liền. Nhanh lên. <laughs> Phụ nữ mà tự lập quá Thì không còn dễ thương nữa đâu Dạ chào anh Chào em Anh muốn mua hoa gì vậy Dạ ở đây em có hoa hồng với hoa lan đẹp lắm đó anh Anh muốn mua qua này Dạ Anh muốn mua bó hay là mua lẻ um, Gói cho anh một bó dạ. đi Dạ Gói kiểu đẹp đẹp Dạ Nhẹ nhàng một chút nha Dạ Anh đúng là khéo chọn đó Qua hướng dương Tượng trưng cho tình yêu chung thủy Như hướng dương luôn hướng về mặt trời Dù cho người anh yêu có ở bất cứ nơi đâu Bất cứ nơi nào Thì tấm lòng của anh cũng hướng về cô ấy Và cô ấy sẽ luôn nhìn thấy Chờ em chút xíu nha Alo Tôi đã thấy con xe đi vào công viên thanh niên Chắc là họ hẹn nhau ở đó Ren hả? Nó tới chưa? Con có gặp nó chưa? Nói chuyện với nó cẩn thận nha con Dạ con đang ở chỗ hẹn đây mẹ Nhưng mà chưa thấy ảnh tới Dạ con biết rồi mẹ Lên anh tới rồi hả sao lại là ừ. anh bị cái gì vậy anh anh mới tới hả thì ra chuyện em muốn nói là chuyện này hả ờ à, không không phải không phải là chuyện này anh hiểu lầm rồi anh hiểu lầm còn nếu đúng thì sao hậu anh làm cái gì vậy hả Rê Tại vì anh yêu em Em đi bất cứ đâu Anh cũng sẽ tìm thấy <laughs> Anh đang làm cái trò gì vậy Anh không biết là hồi sẽ đến Anh nói dối Làm sao anh biết là hồi sẽ đến Vì tại sao anh biết lại mới đây Tại vì anh yêu em Anh giỡn với em đúng không Không Anh nói thật mà Em không hiểu hay là cố tình không hiểu anh nói nghiêm túc. Thật sự là anh muốn chăm sóc cho em. Tại vì anh yêu em. Em hãy suy nghĩ, rồi trả lời cho anh. Anh chờ em. Sao giờ này chưa thấy tâm hơi gì hết trơn vậy nè? ren hả con sao rồi con con xin lỗi mẹ tự nhiên có chuyện sơ suất, con xử lý không mất kịp anh hậu giận rồi bỏ về rồi bộ có chuyện gì sao con con xin lỗi mẹ ren nè con lựa hôm khác tìm cách gặp nó coi sao con biết rồi còn con quyền á thì mẹ sẽ để mắt tới nó không để nó đè đầu cưỡi cổ mình hoài như vậy được mẹ anh hậu về chứ mẹ không biết sao mà giờ này nó vẫn chưa về nữa ren à hôm nay chắc là con mệt lắm thôi nghỉ sớm nha con ừ, dạ trên đi nữa Đã. anh đi gặp Zen xong sao không về công ty em chờ anh từ chiều đến giờ uhm. mà không thấy anh đâu hết anh đến đây lâu chưa sao lại ngồi một mình sao không gọi em cùng đi bây giờ em tới cũng đâu có muộn. em muốn gì à cho một ly giống của anh ấy cho ly bi đi dạ dạ Rốt cho anh Dạ yeah. Uống dần nha Uống <laughs> Bộ Anh có chuyện gì không vui à Không đâu. đâu có gì đâu Có chuyện gì Đừng giấu em Em sẽ giúp anh giải quyết em giúp anh hả vô huh? à. đi nào <laughs> à... À... alo Chị Lam à? à? Có vấn đề gì nữa sao? Alo, mẹ Huyền hả? Sao mẹ không về ăn cơm với con? À, dạ Em đi đâu vậy? Uống cho anh, em không đi đâu hơn Em đi ra ngoài nghe điện thoại một chút Em sẽ vào ngay Alo, tôi nghe đây Mẹ có biết mẹ bỏ bê con cái không? Tôi đã nói với chị rồi Mấy cái kịch bản đó không hợp với bên tôi đâu Mẹ lại thế Mẹ biết mấy ngày nay mẹ không về không? Nhưng mà yêu cầu của công ty là như vậy, tôi mong chị thông cảm cho tôi nhé. Bây giờ mẹ về ngay. Coi nhà cửa con cái như thế nào chứ? Bây giờ. Bây giờ mẹ về ngay, mẹ về xem nhà cửa con cái chứ. À, nhưng mà bây giờ tôi đã có việc bận lắm, chị thông cảm cho tôi nhé. Mẹ đang ở đâu mà ồn thế? Ờ, à, chỗ này, chỗ này. Em, à, anh uống đi, đi. chơi em một chút nhé. À, giờ là mấy giờ mẹ biết không gần nửa đêm rồi đó mà mẹ mặc váy hay mặc quần ngắn ủa mà mẹ mặc váy hay mặc quần vậy ờ à, bây giờ á ngoại nói với con á người phụ nữ đứng đắn ấy nếu mà mặc váy á là phải về trước nửa đêm á nha ơ à? à, alo cô đang ở đâu đặt bà con cái <laughs> mà cô bỏ chồng con như thế này hả giờ này mà cô vẫn còn chưa về hả Tôi đi làm kiếm tiền đây Anh tưởng tôi sung sướng lắm mà Anh ở yên một chỗ ăn chơi Tôi không muốn à Bây giờ anh muốn sao Hay Anh muốn Tôi tập cổ anh ra ngoài Cho bọn chủ nợ nó thịt Cô 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 dám nói như vậy với chồng con cô như thế đấy hả Tôi Không muốn nói chuyện với anh nữa đâu Thế nhưng mà Tôi Tôi cứ thích nói chuyện với cả cô đấy Huyền 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 Huyền, Huyền. Đấy, nói chưa xong nó đã tắt máy thế có điên không chứ lại con vào trong lấy cho bố ly nước bố uống cho hạ hỏa dạ nói chưa xong của nó tắt máy mẹ nó thế nó mới tức à, anh uống, đi đi. uống hết đi <cười> <cười> À. <laughs> đây nè bố ừ. Đưa đây cho bố Ủa mà mẹ nó sao vậy bố Mẹ có về không à. Không lẽ bao giờ nửa đêm rồi mẹ chưa có về Con yên tâm đi Để bố ra tay xem mẹ mày có về không à. Em nghe điện thoại à. đi Ờ, à, bà chị họ cứ nhờ vả em hoài, nghe mệt lắm Em cứ nghe đi, biết động người khác thì sao Alo chị à, em nói là em bật đi với công ty rồi mà Chị nào, tôi đây, cô đang ở đâu? Dạ, có chuyện gì không ạ? Anh hỏi em, em đang ở công ty nào, anh sẽ đến đón em Bộ tôi nói Thì anh biết đường đến sao Tôi nói cho cô biết Cô tưởng cô không nói thì tôi không biết sao Bốc phết Anh đừng có mà dọa tôi À Tôi thử xem sự thành thật của cô đến mức nào thôi Tôi đang cầm cả visit của cô đây này Cô thách tôi phải không Được Tôi sẽ đến đón cho cô xem Lam Ra dạ đây làm chứng cho bố Con làm chứng cho bố đây có phải là cạc visit của mẹ không dạ phải bữa mẹ ghé nhà mẹ làm rớt đó đó cô nghe con gái cô nói chưa bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa cô đang làm ở đâu cô mà nói sai với cái cạc visit này cô chết với tôi đấy không được phải theo tới cùng cơ hội này không có lần thứ hai alo cô còn nghe không đó <laughs> mình sẽ giải quyết chuyện này sau đây này tôi nói cô biết nhá cô đừng có chọc tức thằng này nhá mẹ tôi là tôi tôi tức lắm rồi đấy này tôi đang làm trong công ty huỳnh gia được chưa đấy là chỗ tôi đi làm kiếm tiền là nồi cơm để tôi nuôi cả nhà anh đừng có dở trò anh hiểu không cô ngoan ngoãn như thế có phải tốt hơn không con thấy không bố con mình ra tay là mẹ mày phải về ngay. Yeah. yeah. <laughs> em có chuyện gì sao? Em chẳng có chuyện gì quan trọng, bằng anh hết. <laughs> Uống vì chúng ta nhé. Yeah. Mình đi thôi anh, em đã gọi taxi rồi. Em gọi taxi làm chi? Anh sẽ đưa em về. Anh cầm lái làm gì cho mệt. Anh nghỉ đi, em sẽ đưa anh đến chỗ này còn vui hơn. Hai đứa mình uống tăng hai nha anh. Ok. Em muốn uống nữa phải không? Anh chiều. <laughs> đi anh. Cảm ơn anh yêu. Em chỉ muốn anh là người đàn ông của em thôi ừ. Được thôi Đi đâu anh cũng chịu hết Muốn gì cũng được <laughs> Uống với anh nữa đi Anh ngồi xuống đây đi Rồi anh nằm xuống à. À. Uống với anh nữa đi mà Uống uống em uống ngay đây Uống với anh nữa đi mà Vâng không say không về nha tất nhiên rồi không say không về hôm nay mình sẽ uống ở đây uống đến sáng đúng vậy muốn uống bao nhiêu cũng được được không à, anh muốn uống nữa à, em đây, uống đây em sẽ uống với anh uống với anh đi anh à, anh à... cái gì vậy anh thì ra chuyện em muốn nói là chuyện này hả giờ phải nói sao với anh cho anh hiểu đi Hay là mình nhắn tin Mà nhắn nội dung gì bây giờ ủa thằng hậu nó đâu rồi em thằng hậu đêm qua nó không về anh à ờ à, vậy nó đi đâu ren à có thằng hộ ở chỗ con không dạ không mẹ Đêm hôm qua thằng Hậu không về. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ làm như vậy. Con biết, con biết là đêm qua nãy không về. Sao con biết? À... 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 Anh dậy rồi đấy à? Mình đi ăn sáng đi anh Em đói bụng quá Anh đang ở đâu vậy Anh đang ở khách sạn phòng em Em ở đây hả ừ. Tại sao anh ở đây <laughs> Anh không nhớ chuyện đêm qua sao Ý em là Hôm qua anh say Em đưa anh về hả <laughs> Hôm qua anh muốn đến đây với em vậy nên em đưa anh về đây chắc anh phải về nhà anh còn nhiều việc lắm anh hậu à. anh có yêu em không sao em lại hỏi mấy chuyện này từ khi mình gặp lại nhau đến giờ anh chưa bao giờ nói yêu em hết Chuyện này nói sau đi Anh à, thấy về nhà đã Anh <laughs> Anh đừng có hiểu lầm Em nói như vậy Không phải là để trách anh đâu Thật ra mấy câu đó Anh càng khó nói Thì em càng mừng Vì điều đó Chứng tỏ Anh rất chân thành Và nghiêm túc Không phải gặp ai Anh cũng có thể nói được những câu đó ừ con sẽ không gặp mặt anh hậu nữa ý con là sao có chuyện gì xảy ra hả con mẹ à con đã suy nghĩ kỹ rồi gia đình quan trọng nhất là tình cảm mà mọi người dành cho nhau Người anh hậu yêu không phải là con Anh hậu cũng không tin bé Hân là con của ảnh Con không còn lý do gì để mà gặp Hay là thuyết phục ảnh nữa hết Hết rồi mẹ Ren à Mẹ biết là con rất đau khổ Nỗi khổ đau của con nếu có thể Mẹ muốn gánh hết cho con Mẹ xin con Đừng rời xa thằng hậu Đừng bỏ Quỳnh Gia Không có con Quỳnh Gia sẽ được tốt đẹp không có con và bé hưng thì quỳnh gia vẫn sẽ tốt đẹp con bỏ cuộc rồi con không muốn can dự bất kỳ chuyện gì của quỳnh gia nữa con xin lỗi mẹ ren à có chuyện gì từ từ nói không thể như vậy được đâu con con xin lỗi mẹ kể từ hôm nay mẹ đừng gặp mặt con nữa ren à <laughs> Ủa Tiệm ăn nằm ở đâu mà anh không thấy Gần đến rồi anh Tiệm mì gia truyền đấy cũng gần đây thôi Biết vậy Hồi nãy lấy xe đi Khỏi mắc công đi bộ Lâu lâu đi bộ một chút Cũng tốt cho sức khỏe mà Anh này Em thấy Mùa này Đám cưới ở ngoài trời là đẹp nhất đấy Thoải mái kết hoa kết dèm Đám cưới của mình Tổ chức ngoài trời anh nhé Nhưng mà Ở trên cát á Thì dơ lắm Cưới trên cỏ Và trải thảm đỏ nhé Được không Quyền à Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cưới nhau Anh đang nói cái gì vậy Anh nghĩ Mối quan hệ của mình bây giờ là gì Chứ em nghĩ Mối quan hệ của chúng ta là gì Theo anh là gì Anh không biết nữa Nhưng mà ít nhất á nó cũng không phải là mối quan hệ để mình có thể kết hôn <laughs> Em đón xe về đi. Anh có việc phải lên công ty. Em muốn đi cùng anh. Hôm nay em không làm. Lên công ty làm gì? Um, em lên đây có việc. Um, coi như cho em đi nhờ xe của anh cũng được. Em không làm phiền anh đâu. Tình yêu đó còn đâu nữa, Hỡi anh yêu mong xưa cũng đành tan vỡ xót xa dâng trong lòng ta tình yêu đó nào ai biết lắm nỗi ưu phiền mưa nhẹ rơi cho hồn tôi đang cay xa rơi vẫn nhớ mãi hôm nào có nhau say đắm bên người lời ngọt ngào trên môi Tiết tha giờ đâu còn nữa vẫn nhớ mãi hôm nào khát khao nụ hôn nồng cháy mãi không quên những yêu như thương thua ơi ôi tình yêu ngày xưa chợt như cơn gió đưa anh về đây với nhau sẽ đam yêu hạnh phúc trọn đời. À, sao tự nhiên hôm nay em lại đến công ty vậy? Tại thấy cuối tuần mà anh vẫn phải làm việc, cho nên em tới coi có phụ được anh cái gì không? <laughs> chứ không phải là có chuyện gì muốn nói với anh sao ừ dạ cũng không có gì đặc biệt nhưng em thấy không được thoải mái lắm em lo nghĩ về thằng hậu hả à, sao anh biết vậy <laughs> thì à, ngoài nó và dạ anh ra em còn ai để lo đâu Em à, nếu là chuyện của cô Quyền với thằng Hậu á, thì em đừng có suy nghĩ nhiều. Tụi nó lớn rồi. Nếu có quan hệ yêu đương á, thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Đến khi nào nó đặt chuyên đề đến việc hôn nhân á, thì mình tính. Nghe em. Ừ. Em cũng không biết phải làm sao nữa. À. Thằng Hậu phải lập gia đình khác. Và phải có con để nói giỏi. Mình chỉ có một mình thằng Hậu thôi. À, tưởng đâu đã có món mũ cho bình Gia. Tự nhiên lại thành công. Anh à. Chuyện không như anh nghĩ đâu. Em biết là anh vô cùng yêu quý thằng Hưng rồi mà nhưng mà sự thật vẫn là sự thật nó không phải là quyết thống của huỳnh gia mình huỳnh gia không thể nào không có người nói giỏi được ủa dạ ờ, bác ơi hai bác chào mẹ. con sao mày cũng ở đây dạ con chào hai bác ạ à. thật là có duyên quá gia đình mình lại vô tình gặp nhau ở đây hay là trưa nay nhà mình đi ra ngoài ăn món gì ngon ngon được không con mời cả nhà không bác tiện đường ghé ngang thôi bây giờ bác có việc phải về rồi dạ mẹ à hay là để cô chở mày về lát nữa con cũng về nhà Mẹ đi xe nhà mình mà Con cứ đi về với Quyền đi Dạ, không phải đâu Con chỉ đưa Quyền đến công ty thôi Chứ không có hẹn hò gì hết Ủa, hôm nay là cuối tuần Mà con cũng có công việc ở công ty sao? Ờ, à, dạ À, xin lỗi Tôi có điện thoại một chút Alo, tôi Hoàng nghe đây Sao? Anh gọi từ đâu? Ở bệnh viện hả? Ai chứ Chú Hùng Chú. Chú 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 ấy đang ở đâu Được rồi được rồi Tôi tới liền Có chuyện gì vậy anh Mình đến bệnh viện liền đi Chú Hùng Chú Hùng về rồi à. Em suy nghĩ xong chưa Rena, hãy cho anh cơ hội đến với em. Anh thật lòng muốn đến với em anh mong em hiểu và đón nhận tình cảm của anh 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 tâm à thật ra chuyện đó em anh không cần em trả lời liền đâu em cứ từ từ suy nghĩ đi anh hương anh sẽ không làm khó em anh biết là em cần thêm thời gian mà à, 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 cô y tá ơi ừ, dạ. cho tôi hỏi phong quỳnh nó ổn ở đâu vậy dạ chú đi thẳng xuống dưới gặp phòng bệnh nhân rồi hỏi người ta nha à, à bình à, tĩnh đi không sao đâu mình tìm được chú hùng rồi ba đừng có lo nữa đi đi mẹ hùng có phải em không hùng em về rồi sao anh hai hùng em về thiệt rồi à mày có sao của mẹ <laughs> tôi có chuyện muốn nói với anh chị mời anh chị dạ bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối tình trạng không có khả quan lắm bác sĩ nói sao em tôi bị ung thư giai đoạn cuối hả ừ. bác sĩ ơi bác sĩ cố gắng cứu em tôi nha bác sĩ chỉ tiếc là phát hiện quá trễ nhưng mà lúc phát hiện bệnh nhân không được điều trị một cách tích cực bao nhiêu tiền gia đình tôi cũng không tiếc. bác sĩ cố gắng giúp cứu em tôi nha tôi cũng không dám hứa trước điều gì trước mắt là gia đình hãy động viên tinh thần của bệnh nhân tôi có việc phải đi trước ba ba đừng lo lắng quá chú hùng chắc không sao đâu ba muốn nói chuyện với chú hùng cô nói sao đã tìm được ông ta rồi hả tại sao cô biết chính tay tôi nghe thì làm sao mà nhầm được ông hùng em ruột của ông hoàng đã thực sự trở về nè cô có nghe lầm không vậy hả tôi đã nói là không nhầm rồi mà thông tin hoàn toàn chính xác ba ruột của anh hậu đã trở về thì bà hà sẽ càng cảnh giác và lo sợ chuyện bại lộ đây là cơ hội để tôi ép bà ta cưới tôi cho anh hậu càng sớm càng tốt không được Thật ra anh còn muốn gì nữa Tôi còn gì cần làm Anh còn muốn làm cái gì nữa Không liên quan đến cô Anh Bây giờ ông ta đang ở đâu Đang ở đâu Nói à... Trong bệnh viện Mẹ Mình qua bên kia ngồi đi chú hùng trở về lần này có bất ngờ quá cứ tưởng là chú ấy chết rồi chứ mẹ có phải mẹ từng nói với con là chú hùng mẹ cũng bất ngờ lắm vì bấy lâu nay chú hùng của con đã bỏ đi biệt xứ ai cũng nghĩ rằng là chú ấy đã chết rồi giờ đã không sao rồi mừng là có chú ấy và mừng cho cả gia đình mình nữa ừ. Đúng rồi con Mẹ cũng mừng lắm Vậy mà bấy lâu nay Con cũng không nghe Ai nhắc tới chú Hùng Nhà mình không ai đi tìm chú ấy hả mẹ Có chứ con Nhưng tìm không được Cũng mấy chục năm rồi Ai có ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra Nhìn chú con bây giờ đáng thương quá Chú Hùng về lần này Gia đình mình sẽ chăm sóc tốt cho chú ấy coi như bù đắp đỡ phần nào